Hello, xin chào mọi người. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người xem video của mình á, thì mọi người hãy nhớ đăng ký ha và nhấn chuông để có thể theo dõi những cái video mà mình ra hàng tuần nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người ha đi khám phá một cái gọi là một cái khu sinh sống của người Hoa ha, rất nổi tiếng ở Sài Gòn luôn ha mọi người. Mà người ta hay gọi đây á, là khu Chinatown của Sài Gòn ha. Đây là gọi là khu Chinatown thuộc quận 5 của Sài Gòn mình ha mọi người. Thì hôm nay mọi người hãy cùng với mình ha, đi khám phá cái khu vực của người Hoa sinh sống ha mọi người, xem coi có những nét văn hóa gì độc đáo ha, có những gọi là những cái đặc điểm gì mà nổi bật ở đây ha mọi người. Đây là chùa Bà Thiên Hậu ha mọi người, một ngôi chùa nằm ở trên cái khu Chinatown của Sài Gòn á, ở quận 5 ha mọi người, nằm trên đường Nguyễn Trãi ha. Cái này là ở phía bên ngoài của nó nè, mọi người nhìn phía ngoài là mọi người thấy ở đây là rất là cổ kính này ha, nó có nét của văn hóa của người Hoa mọi người. Tại vì khu Chinatown mà đó, có những cái lồng đèn ở phía ngoài khá là to nè. Thì cái chùa này thì cũng không có lớn lắm nha mọi người, nhưng mà nhìn nó rất là cổ kính ha. Và ở phía trên mọi người thấy không, trên phía cái mái của nó nè, nó có những cái gọi là những cái tượng 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 Phật hay là tượng của người này người kia mọi người ha, những vị Phật này nọ ấy, những vị tiên rồi đó. Đây là khung cảnh xung quanh của nó nè ha, cái này là hàng rào phía trước nó nè mọi người. Để mình đi lại gần cái cổng cho mọi người xem. Đây là cái cổng của nó nè mọi người ha, cái cổng có một cái chữ màu đỏ đỏ này. Ở phía trên có những cái ngọn đèn gì nè, ở phía trên này có những cái ngọn đèn ha mọi người, và phía trước có một cái đang treo cái gì nè, màu vàng vàng nè, nhìn rất là cổ luôn mọi người. Và ở phía đây nè, có một cái lồng đèn mọi người, ở đây là mọi người có một cái lồng đèn ha. Và ở hai bên của cái chùa Bà Thiên Hậu này á, thì có một cái cửa ha, cái cửa nhỏ, một cái lối đi nhỏ mọi người. Ở đây là để là cái di tích hội quán Tuệ Thành ha. Vậy là phía bên đây là đó là một cái hội quán mọi người đó. Để mình xem thử đây, hình như là tại vì chỗ này là để tiếng Hoa không mọi người, mình không rõ ha, hay để là 1397 hay chắc là ngày thành lập hay sao mọi người, đó kiểu như vậy. Thì hôm nay là ngày gọi là sao ta, hôm nay là gọi là ngày rằm mọi người, cho nên người ta đi rất là đông ha. Đấy. Đây nè, ở chỗ này thì có một cái để hội quán Tuệ Thành nè mọi người đó. Đây, hội quán Tuệ Thành nè mọi người, thì nó ở trên đường Nguyễn Trãi ha, phường 11 quận 5 ha mọi người đó. Phía trên đây có những cái bức hình nè, trên đây cũng có những cái tượng người ta điêu khắc gì nè mọi người này. Đó, ở đây là phía trước của cái chùa Bà Thiên Hậu ha, là một cũng là một phần của ở khu Chinatown quận 5 ha mọi người. Thì để mình đi vào bên trong xem thử nha mọi người. Trước cái cổng mà đi vào mọi người thì có những cái tấm bảng với cái chữ gì nè ha, và điêu khắc hoa văn gì nè mọi người đó. Đó, có hai con rồng hai bên nè, và có những cái chữ gì nè mọi người. Ai biết tiếng Hoa thì có thể dịch giùm mình ha. Mà nhìn cái này nó là làm bằng bằng gỗ ha mọi người. Đó, nhìn nó rất là cổ kính luôn. Và phía lối đi bên tay tay phải nè, để mình đứng xa xa cho mọi người thấy, thì nó giống như là có những cái bức tranh trên tường nè, giống như là mô tả cái chùa Bà Thiên Hậu này vậy ạ. Này là phía ngoài mọi người nhìn vào nè. Còn đây là ở phía hai bên lối đi nè.
ở phía dưới cũng có những cái tấm bảng, những dòng chữ cho mọi người. Còn ở đây hình như là ở phía bên trong mình cũng không rõ ha. Còn ở phía này như là cái sân vậy mọi người. Ở đây một có một cái tấm bảng chỉ nhận đây là một cái di tích lịch sử văn hóa ha, mọi người. Đó. Là đây nè. Đó. Đây là vậy toàn cảnh của cái chùa Bà Thiên Hậu đấy mọi người. Thì chùa Bà Thiên Hậu này cũng không phải là quá lớn, cũng nhỏ nhỏ nhưng mà mình thấy nhìn nó rất là cổ kính đó mọi người. Và ở đây cũng có nhiều cái góc chụp rất là đẹp luôn nè, giống như ở đây nè mọi người. Đây nè ha, có một cái lư hương rất là to, người ta đang đốt nhang rất là to luôn nè. Đó. Đây là ở phía bên trong của cái ngôi chùa Thiên Hậu này ha mọi người. Đó. Thì mọi người thấy ở phía trên đây nè là nó sẽ có những cái điêu khắc của những cái hình như là những cái vị Phật nào mọi người, những cái người tiên hay gì đó mọi người. Đấy. Trên cái vòm mái của nó nè, của cái chùa Bà Thiên Hậu này ha mọi người. Đó. Ở đây mọi người cũng thấy có một cái những cái tượng này ha, đó trên cái mái của cái chùa Bà này ấy. Thì có một cái con rồng nè. Ở đây là những cái vòng nhang nè, người ta đang đốt nè. Hôm nay mình đi là đúng dịp là ngày rằm luôn mọi người, nên cũng khá là đông ha. Đấy. Mọi người thấy người ta đang đốt nhang ở đây, đang thắp nhang đây nè. Còn ở phía trong là người ta sẽ thờ cái Bà Thiên Hậu mọi người. Đó. Chỗ này cũng có rất là nhiều người ta hay đến chụp ảnh á. Phía bên hai bên á thì đi vào cái phía bên trong thì nó sẽ có những cái chữ gì nè mọi người, trên tường nè ha, hai bên lối đi. Đây. Đó. Hình này là 1970 nữa. Ai học tiếng Hoa thì có thể sẽ biết. Ở đây cũng có một cái bảng nè mọi người. Đó, có những dòng chữ ha. Mình thì không rành tiếng Hoa trên cũng không thể dịch cho mọi người biết đó, mọi người. Đấy, còn cái đây là bên cái mái của nó. Đó, mọi người thấy cái mái bằng gỗ ha mọi người. Đấy. Nhìn kiểu màu nâu nâu á, rất là gọi là kiểu mà cảm giác rất là linh thiêng mọi người. Đó. Cái này là cấu trúc ở bên phía bên trong ha, kiến trúc phía bên trong của cái chùa Bà Thiên Hậu này. Đó. Đó. Giờ này đi rồi nắng rất đẹp mọi người. Đấy. Ở đây có những cái cột rất là lớn nè, ở đây nè. Đó. Ở đây có một cái tháp gì nè mọi người, ở đây nè. Những cái lư hương hay là sao đây, đây ở đây nè mọi người. Đó, và ở trên đây có một cái tấm bảng rất là lớn nè. Đó, cái này chắc để là tấm bảng chùa Bà Thiên Hậu á. Và có những cái đèn nè mọi người, đây cái đèn này, rất là lớn luôn. Đấy, còn ở phía bên trong cũng có nè, phía bên trong là chỗ mà người ta thờ Bà Thiên Hậu. À, còn ở phía đây nè. Ở phía đây mình cũng thấy người ta rất là hay chụp hình đó mọi người, chỗ cái lối đi vào đó nha. Đây, ha, là có giấy, những cái tờ giấy nè. Là những người mà gọi là những người mà quyên tiền, quyên góp cho cái chùa ha mọi người, hình như cái giấy ở đây mọi người. Ở đây nè. Để là ngày 2 tháng 3 2021 đó, những cái tờ tiền này ở trên có ghi chữ tiếng Hoa gì nè mọi người. Đấy, đây nè, để gia đình ai đó, kiểu như vậy. Hôm nay rất là đông nha mọi người, hôm nay ngày rằm cho nên rất là đông luôn. Ở đây là phía bên trong của cái ngôi chùa Bà Thiên Hậu nè mọi người. Đó. Chỗ này mọi người thấy người ta đốt nhang rất là nhiều luôn nè. Đó.
Thì mỗi một cái này là nhang mọi người, cái màu vàng vàng là nhang này, để những người nào mà gọi là người ta muốn cúng dường mọi người. Đó. Có một cái khu cúng dường phía bên đây nè, nè ở phía bên đây nè, đó. Sau khi cúng dường xong thì đưa một cái tờ giấy và nhang đó, người ta đang treo lên nè, nè đây nè, đó. Những người ở đây người ta treo lên nè, rất là nhiều luôn mọi người. Đó. Có vẻ ở đây rất là gọi là linh thiêng mọi người, nó. Còn ở đây là phía bên bên trong mọi người ha, bên trong cái chùa Bà này ha, cái Bà Thiên Hậu này, đó. Đó. Đây là chỗ Bà thờ Bà này mọi người đó, rất là cung cổ kính luôn nha. Có ba người ha mọi người. Ở phía này mình thấy có một cái lối đi nhỏ nhỏ nữa, cũng dẫn đến một cái chỗ thờ ha. Chỗ này cũng có một thờ một vị nào đó nè, ok mình sẽ đi đi tiếp nha mọi người. Có một chú nào đang cầu khấn, mình không có quay chi tiết mấy chỗ này nha mọi người. Đấy, chỗ linh thiêng thì mình cũng không có muốn quay cho mọi người xem chi tiết lắm. Đấy, thì mọi người hãy cứ đi đến và mình khám phá thử nha. Đó, mình cầu nguyện luôn mọi người. Còn đây là mình đang đứng ở chỗ một cái hội quán đó mọi người, cũng trên đường Nguyễn Trãi luôn ha. Đó, từ chùa Thiên Hậu mọi người đi lại một tí thì sẽ gặp một cái hội quán ha. Ok, mình sẽ đi vào bên trong ha mọi người. Thì ở phía trước cái hội quán này có một cái sân rất là rộng luôn nè. Thì mọi người có thể gửi xe ở đây ha. Mọi người có thể gửi xe phía bên đây nè. Đấy, thì lúc nãy mình gửi xe ở chùa Bà Thiên Hậu và mình đi đi dạo xung quanh đó để khám phá cái khu Chinatown này mọi người. Đấy. Thì hình như có cái hội quán này cũng thờ cúng giống như là thờ Phật vậy mọi người, kiểu kiểu như vậy ha. Và nó có một cái sân rất là rộng luôn. Ở đây là phía bên ngoài mọi người, phía trên cái mái này ha, phía trên cái mái thì mình thấy là có những con rồng á, cái mái ngói của người Trung Quốc ngày xưa mọi người, trong kiểu cung đình á đó. Đó mọi người thấy không, trang trí những cái gỗ đồ này nè, nó điêu khắc hoa văn ha. Và đặc biệt á là mình nãy mình cũng để ý á, là phía trước cái cổng á mọi người thấy không, đây chỗ này nè, thì nó sẽ trang trí một cái, mình không biết cái này rõ là cái gì ha mọi người, ai biết thì hãy comment bên dưới video của mình ha. Đó. Giống như là một cái con tàu hay gì đó mọi người, kiểu kiểu như vậy. Và nó phía trước nó cũng có những cái lồng đèn, hai lồng đèn ha. Cái kiểu kiến trúc nó giống nhau ha mọi người. Đó. Đây là phía bên trong nè. Để một chút mình đi vào bên trong mình quay cho mọi người xem ha. Đó. Và ở phía, mình thấy ở phía hai bên nó luôn lúc nào cũng có những cái lối đi nhỏ nhỏ nè. Chỗ này nè mọi người. Đây, có những cái lối đi nhỏ nhỏ nè. Đó, có một cái lối đi nhỏ nhỏ đi ra ha mọi người. Đấy. Và mình để ý là ở đây có một cái những chậu hoa giấy phía bên ngoài nè, nhìn cũng rất là đẹp. Ở đây mình thấy có một cái chợ xã Tây nè mọi người. Đó. Thì cái khu Chinatown này ấy, người ta cũng gọi là cái khu chợ lớn ha. Thì ở đây có rất là nhiều cái ngôi chợ lớn ha mọi người. Nó gọi là chợ, hình như là chợ Bình Tây nè. Rồi chợ Kim Biên mọi người nó. Bởi vì người ta gọi đây là khu chợ lớn ha. Và phía bên đây mình thấy có một cái, đây mọi người, thì đây là một cái nhà thờ Hồi giáo ha mọi người. Đó, mọi người thấy kiến trúc cũng rất là đặc biệt nè. Đó, có những cái hoa văn nè mọi người ha. Mọi người thấy không, có những cái hoa văn nè. Đó, và những cái tháp nhọn nhọn là kiểu Hồi giáo nè mọi người. Đó, chỗ này thì cũng nhỏ thôi ha. Thì nếu mọi người đi thì mọi người có thể ghé tham quan. Nhưng mà hồi nãy lúc mình vào thì rất là đông ha mọi người. Đấy. Thì hiện tại cũng dịch nên mình cũng hạn chế đi vào những cái nơi đông đúc ha mọi người. Thì ok mình sẽ đi tiếp ha, mình sẽ đi tiếp cái khu này. Thì có chỗ nào hay á, chỗ nào gọi là độc đáo thì mình sẽ dừng lại quay cho mọi người xem ha. Còn ở đây á, trên cái đường Kỳ Hòa mọi người, thì mình thấy có một cái chỗ để bán, gọi là bán dim sum mọi người, những tiệm nó bán sáng á, kiểu như vậy. Ở đây nè.
bán những đồ hấp này nọ rồi kia mọi người ấy, kiểu mà kiểu dim sum á, bánh bao rồi gọi là gì ta, bánh bao rồi bánh bao mà nhân kiểu mà có nhân đậu đậu xanh, nhân khoai môn kiểu kiểu vậy mọi người đó. Ở đây nè ha, chỗ này đó, chỗ này có một cái tiệm tiếng Pháp gì nè, nó bán những điểm gọi là hủ tiếu Hoành Thánh, điểm tâm Hồng Kông đó mọi người đó, cái món tráng miệng ha. Thì trên đường chịu quan phục của mọi người mình cũng thấy có một cái ngôi chùa nó màu đỏ đỏ nè nó. Thì ở gần đây tại vì khu người Hoa mọi người, bởi vì có rất là nhiều ngôi chùa ha, thì nếu ai mà thích bên đạo Phật á hoặc còn thích đi thăm viếng chùa mọi người, đi gọi là đi cúng bái này nọ thì mọi người có thể đi ha. Ở đây rất là nhiều ngôi chùa luôn, cái ngôi chùa này cũng rất đặc biệt mọi người, cái màu đỏ đỏ mà đỏ đỏ nhạt mọi người đó. Trên đường Triệu Quang Phục ha, phường 11 quận 5 ha mọi người, số 118 nè. Thì mình kết thúc cái hành trình khám phá cái khu Chinatown ở đây luôn nha mọi người. Thì nếu mọi người biết á, địa điểm nào gọi là hay á, địa điểm nào gọi là mới là độc đáo á, thì mọi người hãy comment bên dưới video của mình ha, rồi mình sẽ đi và khám phá cho những người khác cùng biết ha mọi người đó. Thì mọi người đừng quên đăng ký ha và nhấn chuông để có thể theo dõi những cái video mà mình ra hàng tuần nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau của mình nha.